Hải Vân và Mỹ Phương xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bây giờ là những thông tin chính sẽ phát trong bản tin ngày hôm nay. Hôm nay chương trình sẽ gửi đến quý vị thông tin mới nhất có liên quan đến vụ việc cô giáo mầm non ở tỉnh Sơn La đánh đập đứa trẻ 8 tuổi gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây. Ngoài ra, các tin tức về lừa đảo, trộm cắp, cướp giật tài sản đến thực phẩm bẩm bán tràn lan trên thị trường hay các thông tin nổi bật về y tế sẽ đều có trong chuyên mục tin nóng hôm nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Kể từ đầu năm cho đến nay, nước ta liên tục xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm với quy mô lớn, số lượng người nhập viện lên đến hàng trăm người và đã có nhiều ca tử vong. Con số này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hay dừng lại. Đơn cử mới đây là tại tỉnh Bình Thuận vừa ghi nhận 52 du khách khi đang du lịch tại thành phố Phan Thiết thì không may nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn hải sản ở bên ngoài. Hiện Sở Y tế tại địa phương đang xác minh làm rõ nguồn gốc thực phẩm và điều tra nguyên nhân vụ việc. Vào ngày 13 tháng 5, các cơ sở khám chữa bệnh tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận 52 ca bệnh nhân là du khách nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, ói, tiêu chảy. Sau khi cấp cứu, tình hình các bệnh nhân ổn định và không có ca nặng. Chiều cùng ngày, tất cả các bệnh nhân đều ổn, tỉnh táo, tiếp xúc được. 32 ca xuất viện chiều 13 tháng 5 và 20 ca xuất viện vào ngày 14 tháng 5. 52 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm thuộc đoàn 750 khách ăn tối ở nhà hàng Hồng Vinh, phường Hàm Tiến vào ngày 12 tháng 5. Đoàn khách ở tại Ba Resort, tuy nhiên chỉ một nhóm khách ăn tối xong có mua thêm các loại tôm nướng, ghẹ, bạch tuộc, sò huyết để tiếp tục ăn uống và xảy ra vụ việc. Sở Y tế Bình Thuận đã cử đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm đến cơ sở tiến hành điều tra và thực hiện các quy trình theo quy định để làm rõ nguyên nhân. Được biết, nhà hàng Hồng Vinh thành lập hơn 20 năm, thường xuyên đón khoảng trên dưới 1.000 khách ăn một buổi vào thời gian cao điểm du lịch tại Mũi Né, Hàm Tiến, nhưng chưa có sự cố ngộ độc thực phẩm nào từ ngày thành lập. Còn tại khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chiều 14 tháng 5, hàng trăm công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sinquan Ebenezer Việt Nam cũng đã phải nhập viện theo dõi, cấp cứu, nghi bị ngộ độc thực phẩm. Trưa 14 tháng 5, công ty trách nhiệm hữu hạn Sinquan Ebenezer Việt Nam tổ chức cho hơn 3.298 công nhân ăn trưa, chia thành 2 ca. Ca 1 lúc 11 giờ 30 phút có hơn 1.000 suất, ca 2 lúc 12 giờ 30 phút có khoảng 2.000 suất. Suất ăn do công ty này tự nấu, gồm gà xào, súp lơ xanh, canh giá xanh, dưa muối. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, 5 công nhân của công ty đau bụng buồn nôn, có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Công ty đã đưa 5 công nhân này đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, Vĩnh Yên để cấp cứu. Khoảng 17 giờ cùng ngày, 351 công nhân của công ty đau bụng buồn nôn đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 49 ca, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, 222 ca và Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên, 80 ca. Ngoài ra, 60 ca đang theo dõi tại phòng y tế của công ty trách nhiệm hữu hạn Sinquan Ebenezer Việt Nam. Được biết, đây là công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất các mặt hàng may mặc xuất khẩu. Thưa quý vị, mới đây lực lượng liên ngành thành phố Hà Nội vừa phát hiện tạm giữ 24.000 gói chân gà, trên bao bì có in chữ nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không rõ chất lượng tại một kho hàng ở khu công nghiệp Lại Yên, An Khánh, Hoài Đức. Đáng lo ngại, đây chính là món ăn vặt quen thuộc được rất nhiều giới trẻ yêu thích trong thời gian gần đây, nên tình trạng nhập lậu thực phẩm không đảm bảo quy định 3-0 sẽ dễ gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm đến sức khỏe của người tiêu dùng. Mới đây, đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội quản lý thị trường số 14, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra một kho hàng tại khu công nghiệp Lại Yên, huyện Hoài Đức. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 24.000 gói chân gà, trên bao bì có in chữ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không rõ chất lượng kiểm định. Đặc biệt, đây đều là các mặt hàng đang bán chạy trên thị trường hiện nay. Tại thời điểm kiểm tra, các loại thực phẩm vi phạm được để xen lẫn, trà trộn cùng các loại thực phẩm có giấy tờ.
Đấu tranh bước đầu, chủ kho hàng là Lê Thế Mạnh, sinh năm 2000, khai nhận số thực phẩm trên được thu mua trôi nổi trên thị trường, sau đó tập kết tại kho hàng để đem đi bán kiếm lời. Đa phần số thực phẩm này sẽ được Mạnh bán sỉ cho các cửa hàng tạp hóa, người bán hàng rong hoặc các đại lý trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Thưa quý vị, thời gian gần đây xuất hiện nhiều đường dây tội phạm tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép nhằm lừa đảo bán người để trục lợi. Một trong những phương thức thủ đoạn chủ yếu mà chúng thường dụ dỗ các nạn nhân là chiêu trò việc nhẹ lương cao khiến nhiều người sập bẫy. Để phòng chống vấn nạn này, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã vừa giải cứu thành công 3 bé gái trước khi bị các đối tượng xấu lừa bán ra nước ngoài, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Sau đây là thông tin chi tiết của vụ việc. Ba đối tượng bị bắt gồm Xeo Thị Thành, sinh năm 1994, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Lương Thị Biên, sinh năm 1986 và Xeo Văn Hiên, sinh năm 1976, đều trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn. Trước đó, các đối tượng đã dụ dỗ ba cháu gái, gồm một cháu sinh năm 2007 và hai cháu sinh năm 2012, để lừa bán ra nước ngoài. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã móc nối với một đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài để bán các nạn nhân và hưởng lợi số tiền là 165 triệu đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là lôi kéo, dụ dỗ các bé gái sang nước ngoài làm việc, vẽ ra viễn cảnh giàu sang nơi xứ người, nhưng thực chất là lừa bán. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả ba đối tượng. Tiếp tục chương trình là thông tin đáng chú ý về vụ mất trộm tiền lên đến 1,5 tỷ đồng vừa xảy ra tại tỉnh Bình Dương. Được biết trước đó, tên trộm đã theo dõi người phụ nữ kể từ khi người này ở ngân hàng rút tiền cho đến lúc về nhà, chờ đợi cơ hội để nhanh tay cướp tiền tẩu thoát. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra bắt giữ một đối tượng quốc tịch Trung Quốc về hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể vụ việc như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo điều tra, vào khoảng tháng 1 năm 2024, Huang Baolei, sinh năm 1984, quốc tịch Trung Quốc, cùng đồng bọn nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích để trộm cắp tài sản. Ngày 26 tháng 1, Huang Baolei và đồng bọn phát hiện một người phụ nữ trú tỉnh Bình Dương vừa đi ra từ một ngân hàng có cầm theo một túi ni lông, bên trong có 1,5 tỷ đồng. Các đối tượng đã đi theo và nhân lúc người phụ nữ này sơ hở, các đối tượng đã đột nhập vào xe ô tô lấy trộm túi ni lông đựng số tiền 1,5 tỷ đồng và một nhẫn vàng. Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh truy bắt được đối tượng Huang Baolei và tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định. Tại tỉnh Kiên Giang, lợi dụng lòng tin của người quen, một người phụ nữ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân với hơn 20 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa khởi tố bắt tạm giam người này để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đây là thông tin chi tiết. Theo kết quả điều tra ban đầu, do có quen biết từ trước, khoảng tháng 1 năm 2021, Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1986, ngụ phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, đến nhà bà NTQ, nói rằng hiện nhiều người nhu cầu vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Nếu bà Quy có tiền thì cho Trang vay, đưa cho những người này vay đáo hạn lấy lãi. Do tin tưởng Trang nên bà Quy đồng ý. Với thủ đoạn này, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, Trang nhiều lần vay tiền của vợ chồng bà Quy với số tiền trên 20 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận những thông tin đưa ra đều là thông tin gian dối, không có thật. Trang sử dụng số tiền vay để đầu tư kinh doanh, quán ăn và trả tiền lãi cho chính nạn nhân. Thời gian gần đây, Trang làm ăn thua lỗ, dẫn đến không có khả năng trả nợ nên bị hại làm đơn tố cáo hành vi gian dối của Trang đến cơ quan công an. Qua khám xét nơi ở của bị can Trang, lực lượng công an thu giữ một số tài liệu phục vụ công tác điều tra. Còn tại thành phố Đà Nẵng, công an vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nữ quái Hồ Thủy Tiên, trú quận Hải Châu, để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán đất. Theo điều tra, ngày 20 tháng 4 năm 2020, cặp vợ chồng bị hại trú quận Hải Châu có mua của vợ chồng Tiên một mảnh đất với giá hơn 10 tỷ đồng. Sau khi chuyển đủ số tiền mua đất và đến văn phòng công chứng để thực hiện việc chuyển nhượng, thì vợ chồng bị hại mới vỡ lẽ, thửa đất trên đã được thế chấp cho ngân hàng. Ngày 28 tháng 3 năm 2023, Tiên đã bán lô đất trên cho người khác. Đến ngày 3 tháng 7 năm 2023, bị hại tiếp tục mua của Tiên một mảnh đất khác với số tiền hơn 9 tỷ 700 triệu đồng. Sau đó, bị hại tiếp tục phát hiện lô đất này đã được vợ chồng Tiên ủy quyền mua bán cho người khác. Qua điều tra xác định được, vợ chồng Hồ Thủy Tiên biết việc ủy quyền lô đất cho người khác, nhưng vẫn đồng ý bán cho bị hại
dài chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng. Liên quan đến vụ án kit test Việt Á thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, vào sáng nay tại Tòa án Nhân dân cấp cao ở Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án này. Trước đó, Tòa án Nhân dân đã tuyên ông Long mức án 18 năm tù về tội nhận hối lộ với 2,25 triệu đô la Mỹ. Nhưng trong giai đoạn sơ thẩm, ông đã nộp khắc phục toàn bộ. Sau đây là ghi nhận thực tế tại tòa án. Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội do thẩm phán Phạm Văn Tuyển làm chủ tòa phiên tòa. Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Trong vụ án này, bị cáo Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, kháng cáo đề nghị xem xét đánh giá lại đúng bản chất của vụ án và tội danh đối với bị cáo. Cùng có đơn kháng cáo là bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, các ngành Kinh tế Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ. Bị cáo Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương. Bị cáo Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế. Thưa quý bà con, trên màn hình mà quý vị đang theo dõi là hình ảnh của đối tượng Huỳnh Thế Vương, sinh năm 1984, trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, vừa mới ra tù chưa được bao lâu thì lại tiếp tục tái phạm hành vi cướp giật tài sản. Hiện công an huyện Châu Thành đang huy động lực lượng, phương tiện truy bắt đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 11 tháng 5 vừa qua, Ngô Văn Hiếu, trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điều khiển xe mô tô chở Vương chạy trên quốc lộ 91 để tìm tài sản cướp giật. Khi đến thị trấn An Châu, huyện Chân Thành, thấy anh Nguyễn Hoàng Sơn, trú tại địa phương, đang điều khiển xe mô tô chở vợ và cháu gái 6 tuổi ngồi phía trước. Trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng. Vương kêu Hiếu chạy bám theo anh Sơn rồi áp sát để Vương giật sợi dây chuyền trên cổ anh Sơn. Lúc này Vương bị ngã, anh Sơn chạy đến khống chế Vương thì Hiếu cầm dao chạy đến giải vây. Còn Vương lấy cây súng mang theo trong người ra thì bị anh Sơn nắm lấy cây súng. Nghe tiếng tri hô, người dân gần đó liền đến hỗ trợ anh Sơn khống chế Vương, giao cho lực lượng công an cùng tang vật gồm một sợi dây chuyền vàng 18K hơn 13 chỉ, một khẩu súng chưa giám định, một bình xịt hơi cay cùng nhiều tang vật liên quan. Hiếu kịp lên xe tẩu thoát. Trước đó, Vương cùng Hiếu đi cướp tài sản bị kết án tù. Khi vừa chấp hành xong án trở về địa phương, lại tiếp tục rủ nhau phạm tội. Liên quan đến vụ việc cô giáo mầm non đánh đứa trẻ 8 tuổi ngoài đường mà Nóng 24 giờ đã đưa thông tin đến quý vị trong bản tin trước đây. Sau nhiều ngày điều tra, làm rõ công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã tìm ra được nguyên nhân dẫn đến vụ việc này. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng tìm hiểu. Theo công an, ngày 10 tháng 5, đơn vị nhận được phản ánh về việc bà Lê Thị L, ngụ thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, cô giáo mầm non, một trường trên địa bàn có hành vi dùng vũ lực đánh đập bé TBT, 8 tuổi, ngụ cùng địa phương. Công an huyện Mường La đã tiến hành xác minh, đồng thời phối hợp với Viện Kiểm sát cung cấp khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, tài liệu có liên quan. Tại công an, bà Lê Thị L khai nhận có mâu thuẫn với gia đình bà NTKL, bà của cháu T, nên khi thấy cháu TBT đi bộ qua cửa nhà, L bức xúc và đánh đập cháu T. Hành vi xấu xí của L đã bị camera một nhà dân gần đó ghi lại, sau đó xuất hiện trên mạng xã hội. Hậu quả, cháu T bị một vết bầm sưng ở mu bàn chân bên phải, một vết xước ngoài da ở khuỷu tay phải. Sau khi đi viện kiểm tra, hiện sức khỏe và tâm lý của cháu đã ổn định. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mường La đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 4 đối tượng Trần Minh Trí, Nguyễn Thiện Trí, Nguyễn Nhật Sơn và Đặng Duy Tâm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra làm rõ. Sau đây là thông tin chi tiết. Liên quan đến vụ việc Nguyễn Thị Tố Hương đã bị lập hồ sơ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Định Quán bắt quả tang 5 đối tượng trên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Phú Cường. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, một bịch ni lông bên trong còn bám dính chất bột màu trắng. Qua test nhanh, cả 5 đều dương tính với chất ma túy. Thưa quý vị, vào nửa đêm, thời điểm mà người dân chìm vào giấc ngủ rất say, đây cũng là thời điểm mà bọn đạo chích thường chọn để cậy cửa đột nhập lấy trộm nhiều tài sản có giá trị. Vụ việc xảy ra tại một nhà dân ở khu vực Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ngay sau đây là một điển hình cụ thể cho hành động táo tợn này. Theo đó, vào khoảng 1 giờ 25 phút, một đối tượng nam xuất hiện bên ngoài ngôi nhà. Đối tượng sau đó cậy cửa cuốn, đột nhập vào trong.
tên này đi khắp nơi lục lọi tài sản trong lúc chủ nhà đang ngủ trên lầu. Theo thông tin chủ nhà cho biết, đối tượng đã trộm 20 triệu đồng, điện thoại và lấy dây chuyền rồi tẩu thoát. Việc quan sát trước khi sang đường là một điều tất yếu trong việc tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn đối với bản thân và những người khác. Nhưng vẫn có những người khá vô tư, sang đường không quan tâm dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Cụ thể như vụ việc ngay sau đây mà camera nóng vừa cập nhật để gửi đến quý vị. Nhưng rất may mắn trong vụ tai nạn này không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đây cũng là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh đến mọi người cần cẩn thận hơn trong việc tham gia giao thông. Theo đoạn clip ghi lại tại Cam Lâm, Khánh Hòa, một cô gái điều khiển xe máy đến ngã tư. Cô gái bất ngờ băng qua đường mà không quan sát trước sau cẩn thận. Cô gái bị xe tải tông trúng. Chiếc xe máy nằm dưới gầm xe, còn cô gái thì văng ra. May mắn cô gái không gặp nguy hiểm đến tính mạng sau vụ tai nạn này. Cuộc sống luôn công bằng. Nếu chúng ta đối tốt với người này, có thể người đó không đền đáp chúng ta ngay lúc đó, nhưng trong tương lai, người khác sẽ có cơ hội đền đáp cho chúng ta. Vì vậy, đừng ngần ngại mà cho đi khi có cơ hội. Đúng là như vậy, hôm nay chúng ta trao yêu thương, thì ngày mai chúng ta cũng sẽ nhận được yêu thương. Cuộc sống này sẽ tốt đẹp biết bao khi con người ta luôn có chữ tâm trong mọi hành động. Cùng hành động vô cùng ấm áp của hai tài xế xe công nghệ ngay sau đây sẽ thể hiện rõ được điều này. Bỏ xe lại. Ngay lập tức người tài xế tới đỡ chàng trai và hỗ trợ anh băng qua đường. Đặc biệt, trong khi người tài xế hỗ trợ chàng trai qua đường thì đèn đỏ chuyển xanh, nhưng vẫn có một tài xế khác đứng lại để trông xe giúp đồng nghiệp. Quả thực, sự tử tế cho đi sẽ luôn nhận lại những tốt lành. Vì mặc dù thời tiết oi ả kéo dài, trên công trình dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vẫn có hàng ngàn công nhân, kỹ sư tất bật làm việc. Với mọi người, mỗi khối cát và công trình là động lực để quên đi mệt mỏi vì nắng nóng. Đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng tất cả đều quyết tâm đưa công trình giao thông trọng điểm này về đích đúng tiến độ. Sau đây là ghi nhận thực tế do nhóm phóng viên Nóng 24 giờ thực hiện. Dưới cái nắng gần 40 độ, các kỹ sư, công nhân tất bật đan lưới thép, chuẩn bị gắt khai khối dầm. Sau đó sẽ đổ bê tông mặt cầu. Cầu ngã ba tàu nối tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang là hạng mục nằm trong phân đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Đây là cây cầu lớn nhất nằm trong gói thầu thi công 10 km cầu và đường do nhà thầu Trung Nam ENC đảm nhận. Để đảm bảo tiến độ công trình, dù thời tiết bất lợi, nhà thầu đang triển khai 30 mũi thi công, huy động hơn 150 thiết bị và trên 300 công nhân thực hiện các công tác như làm bản mặt cầu, gác dầm, xử lý nền đất yếu, khoan cọc xi măng đất. Về cái tiến độ hiện nay thì cơ bản là đáp ứng được cái hạng mục tiến độ phần cầu và hạng mục phần khoan cọc xi măng đất. Còn hạng mục phần đường thì nó đang bị chậm lại, lý do là cái nguồn cát nó có nhưng mà nó chưa đáp ứng được cái tiến độ đề ra. Nó chỉ đáp ứng được khoảng 40% so với kế hoạch. Đối với phần đường, từ tháng 2 năm 2024, đơn vị được cấp mỏ cát ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp với khối lượng 400.000 mét khối. Nhưng do vị trí mỏ nên công suất khai thác còn hạn chế, lượng cát mỗi ngày đem về công trình trên 1.000 mét khối. Dù lượng cát được phân bổ nhỏ giọt, nhưng xe lưu, xe ủi luôn tập kết trên công trường. Khi cát về, các phương tiện được huy động thêm để thi công phần đường. Để khắc phục cho cái vật liệu cát đắp gia tải thì nhà thầu cũng đang triển khai thí điểm gia tải bằng thay thế vật liệu cát là bằng gia tải bằng nước. Nhà thầu cũng đang và một cái phương án nữa là nhà thầu đang nhập vật liệu cấp phối đá dăm về để gia tải thay cho vật liệu cát. Thế thì cái việc này thì nhà thầu đã đang triển khai ở tại km 61. Do đặc thù công việc, phần lớn đội ngũ công nhân, kỹ sư phải làm việc ngoài trời liên tục nên không tránh khỏi áp lực về thời tiết lẫn cả cường độ công việc. Nhất là trong những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua, công nhân vẫn điều khiển máy móc, miệt mài thi công trên công trường. Tôi thời gian này cũng được 7 tháng. Với mức độ công việc thời tiết nắng như thế này thì cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Trong thời tiết như thế này thì anh em cũng cố gắng làm để cho hoàn thành nhiệm vụ công việc bảo hộ như vậy, bao tay, khăn tay,
nón là để bảo hộ cho nắng để tránh tình trạng mà công trình mà bị chậm trễ tiến độ. Nắng nóng này thì mình tranh thủ là 6 giờ mình làm sớm để 10 giờ mình nghỉ và chiều thì mình làm hơi trễ mà mình nghỉ trễ. Cao tốc Cần Thơ Cà Mau dài 110 km, rộng 17 m, 4 làn với tổng số vốn đầu tư hơn 27.200 tỷ đồng. Công trình khởi công từ tháng 1, mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2025. Cao tốc được xem là tuyến quan trọng ở đồng bằng sông Cửu Long khi kết nối nhiều tỉnh thành với 128 cây cầu. Vượt mọi trở ngại từ thiếu cát cho đến thời tiết khắc nghiệt, tất cả mọi người vẫn đồng lòng, chung sức để đưa công trình về đích kịp tiến độ. Đến đây thì thời lượng dành cho Nóng 24 giờ cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt những phút phát sóng vừa qua. Mỹ Phương và Hải Vân rất tiếc phải nói lời tạm biệt tất cả quý vị. Rất mong được gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Xin chào và hẹn gặp lại.